Đây. Đây nhá. Chiếc VinFast VF3 đầu tiên trên thế giới có logo mê xe. Xin chào anh em, tôi đang có mặt ở buổi lễ giao xe VinFast VF3 của VinFast. Và ở đây thì xe đang xếp một hàng dài rất là đẹp này. Đầy đủ các màu khác nhau luôn. Và tôi cũng đã có xe rồi anh em nhá. Hôm qua bạn sale bạn ấy nhắn tin cho tôi này. Đây, gửi hẳn cái hình cái xe cho mình. Đây, và dựa vào cái hình ảnh này thì mình có thể xác định được là cái xe nó đang ở đâu. Đấy, một ít hùng đi đu ấy. Ở đây còn có cả cái mã số dán ở trên kính. Đấy, nên là bây giờ tôi sẽ đi tìm cái xe của tôi. Nhưng mà trước khi đi tìm cái xe thì chúng ta lướt một vòng để xem thực tế những cái màu sơn ở đây như thế nào. Chiếc xe, cái phiên bản thương mại cuối cùng mà ngày hôm nay sẽ giao đến khách hàng thì sẽ như thế nào. Bây giờ thì tôi thấy là ở đây là chưa mở được cửa đâu, nên là chúng ta sẽ khám phá nhanh ở phía bên ngoài thôi. Đây, ví dụ ở ngay đây chúng ta sẽ có một chiếc xe màu đỏ. Đấy, chỗ này là bằng nhựa anh em nhá, đúng như những cái hình ảnh rò rỉ trên mạng. Không biết là mở cái này ra sẽ như nào. Đây, nhựa mềm chắc chắn rồi. Đây là những cái khu vực va chạm. Đèn nào, xem đèn nào. Cái tạo hình thì vẫn như vậy, chúng ta đã rất là quen cái tạo hình này rồi. À, ở đây là đèn projector nhá. Chắc là halogen projector thôi, nhưng mà nhìn cũng rất là chỉn chu. Cái đèn này có hai cái điểm hay. Thứ nhất là nếu mà anh em không nâng cấp thì dùng cái đèn này nó cũng tạm ổn, đâu đó nó sẽ ổn hơn cái đèn mà chỉ có cái bóng halogen thôi. Nhưng mà cái hay hơn nữa là nếu mà anh em có muốn nâng cấp ấy thì nó cũng dễ dàng rất là nhiều. Chúng ta chỉ cần thay cái bóng led vào trong này là xong, chứ không cần phải độ bi, hạn chế đục khoét. Đấy, phía trước thì chưa có cảm biến này. Đây là cái chỗ để gắn biển số, chưa hề thấy các cái vị trí chờ để gắn biển số đâu cả. Hốc hút gió nhá. Chỗ để kéo xe này. Đây là cái tản nhiệt này, khe gió tản nhiệt ở phía bên dưới. À, có cả cái nhựa lòi ra ở đây để che chắn cho đỡ bắn. Trông cực kỳ chỉn chu nha anh em. Sơn siếc trọng được. Thôi đây, bây giờ sang chiếc màu vàng này đi. Ngắm thử chiếc màu vàng này xem nào. Màu này là màu đặc trưng được VinFast mang ra để làm truyền thông trong đợt này. À, cua lốp này. Chỗ này vẫn bằng nhựa này. Chỗ này là bằng sắt thép hợp kim rồi đấy. Gương là gương cơ. Đấy, bẻ ra bẻ vào được. Đây, một cái gương cực kỳ cơ bản, cực kỳ đơn giản luôn. Đây là những cái tùy chọn hai màu sơn. Phía dưới là màu vàng, phía trên là màu trắng. Tổng thể ngày hôm nay tôi nhìn những cái màu sơn ở đây thì tôi thấy là gần như là màu nào cũng đẹp đây anh em. Kể cả màu đỏ. Anh em để ý là một cái hãng xe ấy, mà màu sơn đẹp ấy, thì anh em cứ để ý cái màu đỏ họ làm như thế nào thì các cái màu khác cơ bản sẽ đẹp. Thì anh em nhìn cái màu đỏ của chiếc VF3 này tôi thấy ok nhá. Đây, lốp Sailun, một thương hiệu lốp nếu như tôi nhớ không nhầm là của Trung Quốc. Đây, và mâm thì vẫn là cái mâm sắt, nhưng mà VinFast họ xử lý rất là hay. Tôi cực kỳ đánh giá cao cái cách xử lý này. Họ sơn đen hết. Và quan trọng đây này, các cái chỗ bắt ốc nó có một cái tấm ốp và có cái logo chữ V ở đây. Cơ bản là cũng chả cần phải độ đẽo gì cả. Nếu anh em nào cầu kỳ hơn thì ốp, mua một cái ốp lắp lên đây là nó sẽ có cái tạo hình khác. Còn cái việc thay mâm thì tôi sẽ làm một cái chủ đề sau, có nên thay mâm hay không, và thay mâm thì nên thay cái loại như thế nào. Bản lốp cũng vừa phải thôi. Kích thước là 16 inch, khá to nha, nhưng mà bản ngang nó chỉ là 175 thôi. Rất là hợp lý với tổng thể chiếc xe này. Và với một cái chiếc xe nhỏ bé, thiết kế đơn giản, hệ động lực nó cũng đơn giản, thì cái kích thước mâm lốp như thế này theo tôi nó là phù hợp. Đây, ở đây anh em có một cái màu hồng phấn. Màu này cực kỳ nữ tính luôn. Màu này là màu của Kiên nó mua này. Nhưng mà màu này mà chồng đi thì trông nó hơi, ra ngoài đường trông nó hơi buồn cười. Màu này vợ đi thôi. Có một cái màu hồng khác ấy. Màu hồng nó đậm hơn, màu hồng nó hiểu hơi đỏ đỏ ấy, thì cái màu đấy nó sẽ unisex hơn. Còn nhìn thấy cái gì nhá? Đây, thiết kế rất là vuông vức và nhìn nó không hề nhỏ bé một chút nào. Bởi vì nó rất là vuông. Thứ nhất là những cái đường nét vuông vức, và thứ hai là đây anh em nhìn cái kích thước thực tế của nó. Tôi cao khoảng 1m67. Thì tôi đứng như này. Nó phải ngang với một chiếc hạng B cỡ Mazda 2 mà đặt cạnh con này có khi là nhìn còn bé hơn, bởi vì con này nó có những cái cua lốp nó bè ngang sang hai bên. Tay nắm cửa cũng được sơn khác màu này. Các anh VinFast thân mến ơi, phiên bản Creator Edition. Bởi vì Media rất chắc là khó để đánh số. Đầu tiên là tôi đặt cái màu mà cùng tông màu với cả mê xe ấy. Nhưng mà
sau khi mà nhìn thấy hình ảnh của cái màu xanh bộ đội, không biết gọi thì có đúng không nhá, nhưng mà đây cái màu xanh này này khá đẹp nên là tôi lại chuyển sang cái màu này. Nhưng mà do chuyển đổi lung tung rồi là nhận muốn được nhận xe sớm nữa nên là chưa chắc là đã có cái đánh số đâu nhá. Đây màu xám. Nói chung là chất lượng nước sơn tôi đánh giá là ok ấy. So với tầm tiền này thì này là được rồi. Nó cũng không hề thua kém những cái mẫu xe 5, 7, 800 triệu mà lắp ráp ở trong nước đâu. Tất nhiên là để mà tinh xảo hơn, để so với những xe nhập Thái hoặc là xe châu Âu thì nước sơn này chưa thể bằng được. Nhưng mà với tầm tiền này sơn thế này là ok rồi. Cái màu xám này ở phía bên ngoài thì với cá nhân tôi thì tôi thấy là nó hơi sáng. Nó hơi sáng. Gu của tôi thích màu xám trông nó phải tối tối hơn một tí. Màu xám này nhìn nó hơi bị sáng quá. Nhưng mà nhìn cũng được, rất là khỏe khoắn. Nói chung màu nào cũng đẹp nha anh em. Nhưng mà hôm nay ở đây chưa thấy một cái xe màu trắng đâu cả. Màu vàng, màu hồng, màu đỏ, màu xanh bộ đội. Còn nhìn thấy gì nữa khi mà đứng ở phía bên ngoài nhỉ? Trên này có nẹp nhá. Có cái phần nẹp chờ sẵn. Thì anh em có thể gắn thêm được những cái giá ở trên này. Rồi những cái cốp. Đồ độ các thứ tôi cũng đang có một vài nghiên cứu rồi. Anh em hãy theo dõi Mê Xe để mà nếu có cái đồ gì hay, làm cái gì hay thì tôi sẽ tiếp tục chia sẻ với cả anh em. Đi một vòng ra sau đi, chỗ này rộng hơn rồi này. Đây, đây là cái đuôi xe. Trông được đây anh em ạ. Hơn 200 triệu thuê pin có con xe này. 83 Wh trên 1 km điện năng tiêu thụ. Cơ quan cấp Sangha Idea Service, nhãn hiệu VinFast. Đây, mở cốp ở đây. Logo Vin. Các cái nẹp sang hai bên này, chữ VF3 này. Có hai cảm biến sau rồi nhá. Đấy, nhưng mà chưa có cam lùi. Màn hình rất to nhưng mà chưa có cam lùi. Đấy, anh em làm phụ kiện lại có khoản để mà kiếm, lại cũng một mớ. Nhưng mà cái cam lùi này mà muốn nó chuẩn thì lại cũng phải nghiên cứu cho anh em ạ. Chứ không phải là cứ lắp vào xong rồi nhìn thấy cái hình thì nó hiện ở trên màn hình phía sau thì tức là nó là cái cam lùi đó. Anten vây cá hẳn hoi nhá. Có hẳn vây cá luôn này. Xe, trông mẹ hơi bị được luôn. Phần này chắc chắn là nhựa rồi. Đây, cái chỗ sạc điện nó ở bên này. Tôi thích cái kia, cái vị trí sạc điện nó đặt ở đây này. Bởi vì là khi chúng ta vào trạm sạc chúng ta lùi đít vào được. Nhưng hôm tôi đi con VF9 thì cái dây sạc nó ngắn mà cái chỗ sạc nó lại ở phía trước. Nên là cắm đầu vào, cái cảm giác mà cắm đầu vào một cái lốt đỗ nó cứ bất an thế nào ấy. Gì đấy nhờ, màu vàng xem rồi, màu hồng phấn xem rồi, xem có màu nào, màu đỏ xem rồi. Đây, cái màu này là màu của tôi, đây tôi để tôi đi tìm. Đây anh em. Đây là cái xe mà hôm qua bạn sale bạn gửi cho tôi này, bạn bảo đây là xe của anh. Đấy. Thì đây là phía sau này nhá, là ngân hàng ACB thì phải. Và quan trọng là tôi nhìn rất là rõ cái số trên này. Đó thì đây, tìm. À đây. Mẹ vừa mới ngó sang cái thấy ngân hàng ACB luôn bên này. Ôi, lại một dãy xe xanh luôn. Một dãy xe xanh. À mẹ, đây rồi. L9K7. K7 là con nào? K1, K5. Mình làm cái lễ dán logo luôn. K2, đây này, chéo chéo ACB. Có khi nó là chiếc. Đây. Đây. Chuẩn luôn đây anh em, nhìn nhá. Đây. L9K7 172720 thì đây này. Đây, xe của tôi đây rồi. Xe của mình đúng không? Xe của mình à, đấm nhau cái chờ mãi bực cả mình. Đây, dán logo. Làm cái lễ dán logo luôn. Tất nhiên là bây giờ chưa xuất hóa đơn, chưa đăng ký cái thứ đâu. Kế hoạch của tôi ban đầu là mua trả góp cơ, nhưng mà để mà trả góp thì chắc chắn là ngày hôm nay chưa nhận được xe. Vì là nếu mà để mà làm các cái thủ tục ngân hàng để ngân hàng có thể giải ngân nổi tiền được thì phải có biển. Mà bây giờ mà đợi đăng ký ra biển rồi đợi có biểu thuế rồi đợi các thể loại thì có khi phải một tháng nữa mới được nhận xe. Nên là cuối cùng mình lại phải đi bốc bắt họ rồi. Để mà dán đâu đẹp được nhỉ? Dán đâu anh em? Nên dán ở đâu? Dán trên cái nền, nên dán ở đâu hả bạn? Có khi dán trên cái nền đen này nhỉ? Đây, dán đây luôn đó. Với cái logo Mê Xe này thì anh em nên cố gắng tìm những cái mặt phẳng ấy. Thì nó sẽ ấy, bởi vì là nó là cái nhôm. Nó sẽ không uốn cong được theo cái mặt nó bị nghiêng.
Đây. Đây nhá. Anh em nhớ subscribe ủng hộ chúng tôi nhá, bởi vì là tôi mua xe này như tôi đã nói rồi là mua là để phục vụ cộng đồng, phục vụ anh em. Chứ còn nếu mà để nói về nhu cầu thì mình đâu có nhu cầu. Mình là tiền lại cũng không có, nhu cầu cũng không có, thì tại sao lại mua? Mua bởi vì là tôi thấy là anh em quan tâm và tôi muốn làm những cái nội dung để phục vụ anh em. Thì đây, đây chính là chiếc xe của cộng đồng anh em mê xe đấy. Logo nhá. Chiếc VinFast VF3 đầu tiên trên thế giới có logo mê xe. Uy tín chưa? Rồi đây, cái màu này. Màu này đẹp. Trông nó khỏe và nó khá là hợp với cả cái thiết kế của cái xe. Cái xe này nó kiểu hơi Land Rover, hơi kiểu Defender, hơi kiểu là xe, dù nó là xe đô thị nhưng cái kiểu thiết kế của nó kiểu là xe địa hình ấy. Nhìn nó rất là ngầu và phù kết hợp với cái màu này. Và lý do tại sao tôi lại thích cái màu này nữa là bởi vì anh em nhìn này. Nếu mà gọi là cái tông màu kết hợp với nhau, đặc biệt là khi mà nhìn thấy cái mâm này này. Đấy, cái mâm này đi với cái màu này rất là hợp. Tất nhiên là đi màu nào với màu nào cũng hợp, nhưng với gu của tôi thích cái mâm này đi với cái màu này. Đây, phiên bản Creator. Nhìn thấy gì bên trong đấy nhỉ? Bạn ơi, bạn có thể cố quay bên trong không? Lát nữa sẽ có, nhưng mà thôi bây giờ mình cứ quay trước một cái. Đây. Nhìn qua vào phía bên trong nhá, thì thấy là nó hoàn thiện ok, nhựa nhức thế là được rồi. Đấy, mình số thứ tự ưu tiên nhá, anh em nhìn thấy có một cái trong kia. Số thứ tự ưu tiên, quay có nhìn thấy không? Nhìn sao được. Bạn để cái CPL này cẩn thận, nó bị tối ấy. Vô lăng là hoàn toàn bằng nhựa hay bằng urethane. Liệu có được một cái chất loại nhựa kiểu urethane nó hơi mềm mềm hơn hay không? Cái vô lăng này mà muốn khoái thì cũng phải làm này. Chứ để cái vô lăng này cầm nó sẽ hơi khó chịu. Nhưng mà nếu với một cái xe này, còn tùy hệ động lực nhá, nhưng mà có một cái lưu ý với anh em, nếu với cái xe này mà anh em lại đi bọc cái vô lăng nó to đùng, to sù sụ lên, dày cộp lên và nó nặng ấy, thì chưa chắc nó đã phù hợp để mà sử dụng trên cái xe này đâu. Đấy cũng là cái mà anh em cần phải lưu ý nhá. Chưa có nút bấm nào cả, chữ V này, màn hình rất to. Màn hình này phải cỡ 12, hơn 12 inch. 12,3 inch. Loanh quanh trên 10 inch. Bởi vì cái tỷ lệ màn hình này trông nó hơi khác so với mấy cái màn Android mà tôi hay nhìn. Nhưng mà theo tôi nó phải dỡ khoảng hơn 10 inch. Ghế là ghế nỉ thôi. Giống trên những cái hình ảnh, khá là chỉnh chu, có pha màu, pha các vạch, rồi cái phần đỡ ở phía sau cũng khá là cao. Hoàn toàn là bằng nhựa với cả urethane thôi, chứ sẽ không tìm thấy những cái, không, gần như là không nhìn thấy các cái chất liệu ra đâu. Nhưng phía trên táp lô này này, trên cái mặt táp lô này là có lẽ là nhựa mềm này. Nhựa mềm, phía dưới cũng biết là nhựa gì. Để lát nữa ở bên trong tôi sẽ quay thêm cái video sau cho anh em. Cửa gió điều hòa thì đều, tất cả các phiên bản thì đều được sơn cái màu sữa. Đấy. Tôi cũng không biết là cái cách pha màu này thì có gì hay. À đâu, đây, pha màu này là nó trùng với cả cái vạch ở trên ghế. Rất rộng nhá. Không gian phía trước này cực kỳ rộng luôn và anh em có thể thoải mái bước ra, bước qua hai bên. Đấy, này anh em muốn đổi lái với bạn gái cực kỳ đơn giản, chỉ cần khéo léo uốn người sang một cái bạn gái bước qua mình lại bước lại được, không cần phải xuống xe, rất là kín đáo. Tay nắm cửa này ok này, không phải cái loại cũ giật, nó là đã cái tay kiểu này rồi. Sơn khắc màu rất là to. Phía sau này ngồi được đấy. Cái trục của xe này thì nó ngắn, nhưng mà anh em nhìn kìa, nhìn phía sau này. Thứ nhất là bởi vì cái thiết kế hình hộp nó vuông, và thứ hai là họ cũng tối ưu đẩy rất là sát ra phía sau. Cốp xe rất là bé, thì con này nếu mà anh em muốn sử dụng chở 3-4 người lớn thì chắc chắn là thiếu chỗ để đồ, bởi vì chúng ta sẽ không có cái cốp. Thì không biết là mở cái phần trước lên thì có liệu là có chế được thêm cái cốp vào đấy không. Nhưng mà đấy cũng lại là một cái lưu ý, bởi vì ở cái khu vực mà có động cơ, có những thứ liên quan đến việc vận hành của xe mà anh em lại đặt đè nặng lên thì lại cũng phải nghiên cứu. Nhưng theo tôi là phù hợp nhất là chúng ta có cái này. Đấy, chúng ta có thể lắp ở phía bên trên. Rồi thôi, đây đây, đây đây, xe của mê xe đây. Đây nhá. Dán logo ở đây rồi. Ơ, đâu rồi? Mình dán nó hơi bị lệch hay sao ạ? Đấy nhá, xe của tôi đây nhá. Đấm cho gái. Vỏ với các thứ cũng tương đối. Rồi, ok, tí nữa lái thử hoặc là bước vào bên trong như nào thì tôi sẽ quay để chia sẻ với anh em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video sau và hành trình với chiếc VF3 này.